Này đang là 1-0. Pha phạm lỗi rất nguy hiểm. Không thành công. Samaras đối mặt rất nguy hiểm, không được. Rio Ferrang Ronaldo thành công. Dứt điểm. Rất tốt. Cú đá khá bất ngờ bằng chân phải.
Ronaldo xoay sở rất khéo. Cơ hội. Chút bóng. Samaras. Không thành công. Một pha di chuyển ra biên. Bosco. Rất nguy hiểm. Dứt điểm. Wow. Và dứt điểm rất đẹp. Pha dứt điểm về góc xa. Tỷ số của trận đấu đang là 2-1. Chuyền vào. Cú dứt điểm. Bosco. Rất nghệ thuật. Đã có một pha phạm lỗi. Hiệp thi đấu đầu tiên đang ở phút thứ 30. Không thành công. Pha đi bóng rất quyết tâm. Dứt điểm. Và đá phạt góc. Pha chạm bóng rất nguy hiểm. Không được. Phê đi năng. Rio Ferran. Cristiano Ronaldo. Rooney. Ronaldo. Rất hay. Sút bóng. Không được. Trọng tài đá thổi phạt. Đây là một tình huống đá phạt khá nguy hiểm. Tình huống khá nguy hiểm. Một quả phạt góc. Trọng tài đã nổi còi kết thúc một trận đấu. Hiệp một trận đấu đã diễn ra rất sôi nổi.
Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Samaras. Maxisin. Cristiano Ronaldo. Pha mở bóng rất tốt. Bóng đã ra ngoài sân. Cản phá rất đúng lúc. Hai sự thay đổi liên tiếp. Pha đi bóng rất quyết tâm. Một pha chuyền bóng rất thông minh. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Rất nguy hiểm. Một quả phạt góc. Vẫn còn. Tình huống khá nguy hiểm. Rất khéo léo. Tình huống khá nguy hiểm. Wow. Cú đá rất đẹp. Cú đá chéo góc. Tỷ số trận đấu đang là 3-1. Pha bóng rất mạnh mẽ, rất nguy hiểm. Không thành công. Rất nguy hiểm. Không được. Rất nguy hiểm. Dứt điểm. Bosco. Grano. Tình huống khá nguy hiểm. Grano. Quả đá phạt góc. Pha chạm bóng rất nguy hiểm. Không được. Chúng ta đang theo dõi hiệp 2 trận đấu. Darius Marcel. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Pha đá phạt góc.
chuyền vào khá nguy hiểm. Evra kick. Trọng tài đã căng cờ báo vị trí. Rất hay. Vẫn còn. Đánh đâu. Wow. Pha dứt điểm về góc xa. Evra. Rất nguy hiểm. Vẫn còn. Không được. Tiếp tục có sự thay đổi người. Vẫn là những pha dạt ra biên. Chuyền vào. Dứt điểm. Không được. Tình huống khá nguy hiểm. Pha đá phạt góc. Và chuyền bóng rất nguy hiểm. Không được. Rio phi hàng. Garic. Cusco. Tình huống khá nguy hiểm. Wow. Và dứt điểm rất đẹp. Bàn thắng ở những phút cuối cùng. Bắt bài rất tốt. Và như vậy là trọng tài đã lùi còi kết thúc trận đấu. Các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.